16 ơi, giây. nó hết ly nữa rồi. Tiếp không? Rồi, còn tiếp nữa. 30k đang chờ đợi. Rồi, xin chào các bạn. Thì bây giờ Kha tới chỗ rồi. Giờ chị bán giùm em một thùng nước mía này. Có đá không? Không đá. Em về mua nước đá riêng, mua nước đá là tụi này nó uống hết là không đủ đâu. Thì bán giờ bán một thùng này đi. Ờ gì thay thay em ý thêm đi. Một thùng ngàn, một thùng mấy triệu ngàn. Mấy đứa uống thùng với ghê cô. Thì nay tụi mình sẽ về làm thử thách thi uống nước mía nha. Trời trời này rất là nắng luôn. Ở ngoài nè. Nắng rất là gắt luôn. Giờ phải 11 rưỡi rồi. Bây giờ mình tụi mình mua số lượng nước mía nhiều nên là bây giờ chị phải cạo thêm. Cạo nước mía thêm. Mấy một thùng đó cần bao nhiêu cây vậy Tâm? 10 cây không? Hả? Chị đoán khoảng nhiêu cây? Ở nhiêu cây là đầy cái thùng của em vậy? Một cây hơn à. Dữ vậy hả? Bây giờ anh Thân về tới rồi. Anh cạo thằng giờ anh cạo bằng máy luôn. Nãy mấy chị cạo bằng tay lâu quá. Lấy máy anh cạo luôn kìa. Cái này có vẻ nhanh này nha. Nhanh. Giờ công nghệ nó ép dữ hơn là trước. Trước chị phải sai phải không? Hiện đại quá. Giờ nó hiện đại rồi. Ép một cái là hết nước luôn. Ồ, một phít luôn rồi nè. Được chưa? Như đây nhiều lắm á. Nhiều quá. Thôi được rồi chị. Em còn chạy về em sợ nghiêng là nó đậy không khéo là nó đổ thôi. Không ai đi với em đâu á. Mấy nhỏ này ở nhà rồi. Sợ đổ thôi. Mình Kha sẽ mua thêm 5.000 nước đá nó về đập bỏ vô cái ly ra cho tụi nhỏ nha. Thì có phít này xong rồi. Một phít này về uống mà la lưỡi luôn. Đổ vô đây rồi đổ nước mía vô. Chứ mà nhiêu đó nước mà đập giá đâu lạnh không? Rồi. Rồi cảm ơn chị nhiều. Rồi, hai về tới nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ là chuẩn bị xúc đá bỏ vô trong 8 cái ly nước mía này. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ly nước mía này. Xong rồi mình lấy nước mía mình chế vô đầy 8 ly. Xong rồi mỗi một ly á là sẽ có một cái phần thưởng dành cho một người ở đó uống. Lần lượt là một người này uống xong, qua lượt đó uống hết nổi xong tới người kia. Rồi đồng ý không? Ừ. Ok, đồng ý không? Em đồng ý không? Ừ. Đồng ý không? Rồi bây giờ anh sẽ xúc đá bỏ vô đây. Rồi từng bấy từng một ly nào sẽ có giá trị giải thưởng. Không hé lộ giá trị giải thưởng gì không mày? Chưa hé lộ. Ý là ấy đá xong rồi mới hé lộ giải thưởng. Rồi sắp tay ngay giùm anh đi. Có nào tò mò giải thưởng không? 4 ly. Có ai tò mò giải thưởng không? Ở đây ai cũng tò mò hết. Ừ. Nhưng mà anh chưa bật mí đâu. 5 ly. 6 ly. 7 ly.
thánh. Thánh. Tám ly. Rồi. Để ở đây. Thôi đứa nào xác định giành giải thưởng ngang thủ sẵn ngang để nó giật nó chạy luôn á. Không. Ly đầu tiên được 2.000. Uống tiếp ly thứ hai được 5.000. Ly sau được 10.000, ly sau được 20, ly sau được 30, ly sau được 40, ly còn được 50.000. Và uống cuối cùng hết 7 ly này xong uống thêm ly thứ 8, thứ 9 là 2 ly này lấy 500.000. Giải thưởng thiệt là lớn luôn. Rồi, xin thanh niên nào xung phong đầu tiên. Rồi, xin thanh niên áo xanh này trước. Nguyên. Rồi, bắt đầu. Dứt. Con hút nha. Cũng mấy một ly muốn hay không nổi. Con hút luôn. Em muốn con hút luôn. Mấy 2.000 được rồi. Mấy 2.000 được rồi. Cứ từ từ cũng được, trong vòng 1 phút em phải uống hết một ly. Em cứ uống từ từ cũng được, trong vòng 1 phút luôn. 2.000 đầu tiên. Ly thứ ba nổi không? Hả? Em lạnh cổ quá. Thanh niên này dừng lại ở ly thứ ba. Con tiếp tục chơi nữa không? Không chơi nữa hả? Lấy cái 7.000 thôi hả? À? Thanh niên này lấy được cái 7.000. Bỏ cuộc. Bỏ cuộc đúng không? Tiếp tục tham gia chương trình không? Nếu tham gia chương trình tiếp tục mà vòng sau á thì em hãy bỏ lại 7.000 này. Anh lấy lại 7.000 này và bắt đầu em đi từ 10.000 đi lên. Nếu mà đồng ý vòng sau. Thôi em chưa tiếp. Dạ yeah, tiếp không? À chưa tiếp thì lấy lời thứ ba lấy 10.000. Chỉ điều kiện uống hết. Uống hai uống hút cho nha. Em uống sao không được. Nếu mà em ngưng cái vòng này em sẽ muốn chơi vòng sau thì em bỏ tất cả tiền ở vòng trước em chơi để em đi tiếp. À hiểu không? Cố gắng. Ờ em sẽ cố gắng. Đó em đi từ vòng sau. Lẹ đi. Đó thanh niên hào này rất là phấn khởi. Giờ anh cho em một phút nha. 1, 2, 3. Ok. Đồng hồ đang chạy và thanh niên Nguyên thì đang hút. Mới có mấy giây thôi. Ồ, ghê dữ vậy. Rồi, xong. 3 ly, 10.000. Anh đây này được 17.000. Nổi nữa không? Tỷ tư luôn hả? Quá dữ. Rồi đổ nợ hôm nay, ca đổ nợ chứ từ nào nhỏ thôi. Em có 1 phút. Anh sẽ bấm lại 1 phút. Khi nào nó hết giờ lên là em mới thua cuộc nha. Thua cuộc là hôm nay lên 20 đô. Khi mà gần tới còn 20 giây sau là anh sẽ báo. Em cứ uống đi. Hay no rồi. Đồng hồ vẫn đang chạy. Đồng hồ vẫn đang chạy. Cứ từ từ. Mới có 20 giây thôi. Ba mươi bảy giây, 38 giây rồi, 39 giây, 42 giây rồi, cố lên, 50 giây rồi, 50 giây rồi, cố lên, 52 giây rồi, 52 giây rồi, 54 giây rồi, cố lên, 59 giây rồi, hút đi, trời ơi. Cho một phút mà nó hút tới 1 phút 6 giây rồi mà chưa có hết. Ráng hút đi. Giờ chơi 1 phút 30 giây luôn. À rồi. Hết được không? Rồi 20. Em ngưng. Em ngưng. Rồi xin ngước mặt về camera nói là em xin dừng cuộc chơi. Em xin dừng cuộc chơi. Rồi bây giờ tới thanh niên Hào nha. Thanh niên Hào sẽ bắt đầu thi uống. Rồi khoan lấy đồng hồ bấm giờ cái đã. Để mang tính chất công bằng cho Nguyên. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này chơi 2 ống mới lẹ nè. 1 phút 30 giây cho giờ cho lên thời gian này. Kiểu này chắc chủ sĩ đổ nợ quá. 2.000 đầu tiên. Trời ơi, hút lẹ kìa.
Rồi tiêu chủ sĩ rồi. không tới 15 giây mà thanh niên đã nó hút rồi. Rồi hết nữa rồi. Trời ơi. Lạnh quá hả? Tại nóng nực mà hút cái này chắc chết anh quá. Trời ơi. 14 giây là xong một ly. Trời ơi, nói được lôi chúng ta 20 của tôi rồi. Anh niên thì thật là khủng khiếp. Đồng hồ đang chạy. Mới có mấy giây thôi. Đâu rồi, ly thứ tư mất bao nhiêu giây rồi? Mới có 11, 12 giây. 13 giây. 15 giây. 16 giây. Nó hết ly nữa rồi. Tiếp không? Thôi, còn tiếp nữa. 30k đang chờ đợi. Tới nè. Ờ rồi hả? Ly sau này mới k 30 giây. Nổi nó không? Hết rồi. Từ từ nha. Nói hả? Réo, tờ 500 ngàn còn. Còn 500 ngàn đây nè. Là còn 4 ly nữa. Em uống đi, 4 ly nữa là em lấy được. Đây 40, đây 50, 9, 590 ngàn. Còn 4 ly nữa thôi. Hết nổi hả? Rồi, gom tiền. Thành phần thưởng của thanh niên mập được nhiêu đó. Rồi, bây giờ tới tôi uống thử. Thử ra là được bao nhiêu, tôi uống được khoảng được bao nhiêu ly nha. Rồi, bây giờ Kha sẽ thử uống được bao nhiêu ly mà hai thanh niên này uống mới tới ly thứ mấy? Nãy em tới thứ mấy? Thứ năm hả? Thứ năm là đơn ngưng rồi. Rồi thử là Kha uống được bao nhiêu ly nha. 2 ly. Sao anh em đánh giá thấp anh vậy? Sao yếu vậy ta? Nó kêu là được phải không? Một ly. À, một ly muốn ngồi được rồi. Nói 2 ly. Ôi. Nhân vật bí ẩn bị giỡn nhất. Hả? Cái gì? Nhân vật bí ẩn nhất bị giỡn nhất á. Hai ly. Uống không hết một đơn mày. Uống lại. Em xin tuyên bố. Cái ly thứ 5 là cái ly dữ nhất. Giờ họ uống thử ly thứ 3. Tê thiệt. Tê không? Tê. Đây không? Đây lắm hả? Lạnh. Lạnh lắm hả? Ngon mà đứa miếng này ngon ha. Ok. Ba ly. Không lẽ uống thua hai nó ải. Mới ba ly nguyên tại nó cũng được 4 ly. Mình là ấy, mình phải uống hơn từ nhỏ phải không? Ly thứ tư. Có giờ nghỉ ngơi không? Không. Mình bấm giờ mình đau. Giờ thôi nghỉ ngơi. Anh phải phá cái lục của tụi em. Đúng không? Em uống nó không? Hả? Nếu đồng ý cuộc chơi thì anh phải lấy lại số tiền này. Em bắt đầu cuộc chơi tiếp. Không nói. Chạy chích ngựa hai nó chạy mất hình rồi. Lấy tao nó xỉu chạy ơi. Bây giờ tụi mình xin dừng clip đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Hãy theo nó ơi.